Hello, xin chào tất cả của anh chị thân yêu. Không biết là tất cả của anh chị có mong chờ Nam Hà hay không? Còn Nam Hà thì đang rất là mong chờ tất cả của anh chị. Hãy nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn lên tầng cao nhất cùng với Nam Hà. Nam Hà đang tràn đầy năng lượng sức sống, tràn đầy tình yêu thương, mong muốn lan tỏa những giá trị tuyệt vời nhất cho tất cả của anh chị trong chương trình hôm nay. Vậy thì ai đã vào like rồi, chúng ta hãy sẵn sàng comment con số 2 giúp cho Nam Hà nhé. 2 trong tiếng Anh có nghĩa là xin chào. Khi chúng ta comment con số 2 á, thì cái tên của chúng ta nó sẽ nổi lên trên màn hình điện thoại, giúp cho Nam Hà biết được các anh chị đang sẵn sàng và có mặt trong chương trình hôm nay. Rồi, xin chào tất cả của anh chị thân yêu. Các anh chị đã ăn tối chưa ạ? Chúng ta nhớ là ăn tối trước 7 giờ tối nhé, là muộn nhất. Còn lý tưởng nhất á, là kết thúc vào lúc 17 đến 18 giờ. Và buổi tối thì chúng ta cố gắng là ăn nhẹ nhàng thôi. Và sau khi kết thúc bữa tối thì chúng ta không nên ăn hay là uống bất kỳ một cái gì, để cho cái bao tử chúng ta rỗng. Thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng có được một giấc ngủ ngon và dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Đặc biệt á, rất là nhiều người theo dõi những cái chương trình của Nam Hà và họ đã thực tập ăn ngày 2 bữa thôi. Thì họ thấy rằng là họ ngủ rất là ngon và sáng ngày mai thức dậy thì họ cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái các anh chị ạ. Rồi, Nam Hà cảm ơn tất cả của anh chị rất là nhiều. Vậy thì trước khi bắt đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Nam có một cái món quà muốn tặng cho tất cả của anh chị. Các anh chị ha, Nam muốn có một cái món quà tặng cho tất cả của anh chị các anh chị ạ. Cái món quà này có thể là không phải là một cái món quà to tát gì đâu, nhưng mà nó là một cái sự quan tâm. Bởi vì có thể chúng ta trao cho những người thân chúng ta những cái món quà như là những cái nụ cười này, hoặc là những cái ánh mắt yêu thương, hoặc là những cái lời động viên. Đó cũng là những cái món quà trong cuộc sống mà nó vô giá các anh chị. Vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay, Nam muốn tặng cho tất cả của anh chị 4 câu hỏi. Nó sẽ thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của tất cả của anh chị. Câu hỏi đầu tiên Nam muốn hỏi tất cả của chị ở đây đó là: chúng ta hãy tưởng tượng sức khỏe điểm 10 trong tâm trí của chúng ta nó sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng comment bên dưới giúp cho Nam Hà nhé. Chúng ta hãy tưởng tượng cái sức khỏe điểm 10 trong tâm trí của chúng ta, chúng ta mong muốn như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng comment xuống bên dưới giúp cho Nam Hà. Mong muốn của chúng ta như thế nào? Thì chúng ta hãy viết xuống. Và khi chúng ta có cơ hội viết xuống á, thì chúng ta đang lọt top đó là 3% dân số thế giới. Là khi chúng ta mong muốn một thứ gì đó thì nhiều người chỉ nghĩ thôi, chứ họ không có viết xuống. Còn mỗi một lần mà chúng ta comment, chúng ta viết xuống á, thì cái cơ hội để đạt được cái ước nguyện đấy nó rất cao các anh chị ạ. Nó rất cao. Thành ra là chúng ta hãy cùng comment bên dưới. Không biết cái sức khỏe điểm 10 của tất cả của chị như thế nào, nhưng đối với bản thân Nam á, Nam mong cầu Nam sẽ có một cái sức khỏe lý tưởng như một vận động viên thế vận hồi các anh chị ạ. Đó chính là sức khỏe điểm 10 trong tâm trí của Nam. Còn các anh chị sẽ như thế nào? Có nhiều người sẽ mong cầu là ăn ngon, ngủ ngon, không ốm đau, không bệnh tật. Có người thì mong cầu là lúc nào cũng trẻ khỏe, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và sức sống. Nào, chúng ta cùng comment bây giờ giúp cho Nam Hà nhé. Chị Hương Trương comment là tinh thần sảng khoái yêu đời. Cảm ơn chị rất là nhiều nhé. Đúng rồi, chúng ta hãy comment và viết xuống các chị. Hãy viết xuống để chúng ta có một cái cơ hội đạt được cái ước nguyện của mình. Chị Hương Trương comment là ăn ngủ ngon. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Ai có cái mong cầu gì thì chúng ta cùng comment bên dưới. Chúng ta cùng comment bên dưới giúp cho Nam Hà nhé. Hãy tưởng tượng cái sức khỏe điểm 10 trong tâm trí của chúng ta sẽ như thế nào. Càng rõ ràng thì nó càng dễ dàng đạt được. Bởi vì sự rõ ràng nó dẫn tới sự tinh thông các anh chị ạ. Đúng không nào? Càng rõ ràng bao nhiêu thì vũ trụ sẽ nhận biết cái mong cầu của chúng ta và sẽ cho chúng ta đạt được cái điều đó các anh chị ạ. Rồi, chúng ta hãy cùng comment bên dưới giúp cho Nam Hà nha. Hãy comment bên dưới giúp cho Nam Hà. Rồi, chị Nguyễn Liên comment là sức khỏe là trên hết. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cô Nguyễn Thị Trung comment là tinh thần sảng khoái yêu đời. Quá tuyệt vời cô ạ. Chị Đào Thị Đông comment có sức khỏe, ngủ ngon giấc. Dạ vâng ạ. Rồi,
Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Chúng ta hãy cùng comment bên dưới đi các chị. Hãy cùng comment bên dưới đi ạ. Cái câu hỏi thứ hai mà Nam muốn tặng cho tất cả quý anh chị là chúng ta hãy tự chấm điểm cho chính bản thân mình. Là hiện tại chúng ta được bao nhiêu điểm so với cái cột mốc 10 điểm đấy. Cái câu hỏi thứ nhất là hãy tưởng tượng cái sức khỏe điểm 10 trong tâm trí của chúng ta nó như thế nào. Và cái câu hỏi thứ hai các anh chị đó là hiện tại thì chúng ta đang được mấy điểm. Chúng ta cùng ghi cái số điểm của chúng ta bên dưới giúp cho Nam nhé. Mình phải tự chấm điểm cho chính bản thân mình. Mình tự cảm nhận sức khỏe của chính mình, năng lượng, cảm xúc, tinh thần của mình để mình ghi xuống cái điểm của mình. Có nhiều người nhận mình được 8 điểm. Quá tuyệt vời, Nam chúc mừng tất cả quý anh chị. Có nhiều người chỉ dám ghi đó là 6 điểm thôi. Và có nhiều người thì cũng không vui lắm. Đó là comment 4 điểm, 3 điểm. Chúng ta hãy tự chấm điểm cho chính bản thân mình các anh chị. Bởi vì đây là những cái câu hỏi vô cùng giá trị. Bởi vì chất lượng câu hỏi nó sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của chúng ta như thế nào các anh chị nhé. Câu hỏi thứ 3 nó sẽ đào sâu hơn nữa để giúp chúng ta tỉnh thức. Cái câu hỏi thứ 3 là một món quà rất tuyệt vời. Đó là tại sao tất cả quý anh chị chưa đạt được điểm 10? Tại sao ạ? Tại sao chúng ta chưa đạt được điểm 10? Tại sao vậy? Thì lúc này chúng ta phải liệt kê rất là nhiều cái lý do. Nào là chúng ta thức đêm, nào là chúng ta ăn uống chưa có cân bằng, nào là chúng ta làm việc quá lao lực, nào là chúng ta hay giận hờn, đúng không? Nào là chúng ta uống rượu bia nhiều, nào là chúng ta hút thuốc lá, nào là chúng ta hay uống nước ngọt đóng chai, không uống nước lọc. Chúng ta ăn quá nhiều thịt và chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm nó có màu trắng, thức ăn nhanh, chẳng hạn như vậy. Chúng ta sẽ liệt kê rất nhiều cái nguyên nhân. Phải không nào? Đó, có thể có nhiều người phải ghi cả một cái trang giấy luôn các chị. Phải không nào? Có nhiều người thì ghi ra 20 nguyên nhân khiến cái sức khỏe của mình nó suy thoái, nó xuống cấp và nó đi xuống. Và câu hỏi cuối cùng sẽ giúp tất cả của anh chị chuyển hóa rất lớn. Chuyển hóa rất là lớn. Các chị muốn nghe không ạ? Câu hỏi cuối cùng rất là đặc biệt. Đó là nếu chỉ tập trung vào một việc để giúp cho tất cả của anh chị đạt được cái sức khỏe điểm 10 thì đó là việc gì? Thì đó là việc gì? Lúc nãy Nam có đọc được cái comment của một người chị, đó là vẫn còn tham sân si. Quá tuyệt vời. Cái sự chân thật nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi. Đó cũng là một cái cách thức các anh chị. Câu hỏi cuối cùng, nếu chỉ tập trung vào một việc để giúp chúng ta đạt được cái sức khỏe điểm 10 như lúc đầu chúng ta mong muốn á, thì việc đó là việc gì? Vậy thì lúc này có nhiều người khựng lại. Họ chất vấn với bản thân mình, chết bồ rồi. Một ngày mình hút 3 bao thuốc lá. Thế thì bây giờ mình phải bỏ thuốc thôi, mình phải bỏ thuốc thôi. Phải không nào? Như vậy là chỉ tập trung vào một việc để giúp chúng ta đạt được điểm 10. Vậy thì người đó đã nhận ra là phải bỏ thuốc lá. Hoặc có nhiều người bắt đầu mới suy xét lại bản thân. À, khoảng 5 năm đổ lại đây ấy, thì mình đi nhậu nó nhiều quá. Một tuần mình nhậu tới 3 lần cơ. Và lần nào thì mình cũng say khướt cả. Và lúc đó họ nhận ra là phải giảm thiểu giao tiếp bạn bè. Phải thường xuyên về nhà ăn cơm với vợ con. Phải không các anh chị? Thì đây chính là 4 câu hỏi, là 4 món quà tuyệt vời cho tất cả quý anh chị trong chương trình tối nay. Vậy thì nếu như ai mà chưa trả lời tham gia trong cái livestream này, thì kết thúc cái livestream này chúng ta sẽ tự trả lời cho chính mình nhé. Nếu chúng ta thực sự nghiêm túc, bởi vì không ai có thể làm thay chúng ta được đâu, chúng ta thực sự nghiêm túc với 4 câu hỏi này, thì Nam tin rằng chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy của chính mình. Và bản thân Nam cũng đã từng trả lời 4 câu hỏi này. Các anh chị ạ. Đó, và Nam biết rất là rõ cái mong muốn của mình như thế nào. Đó, thành công là gì các anh chị? Thành công là gì? Thành công là đạt được cái điều mình muốn. Vậy thì nếu mà mình không biết mình muốn gì, thì làm sao mình đạt được, phải không nào? Đó. Mình cầu, mình xin, thì mình phải xin cái gì cho nó rõ ràng.
À, thì ơn trên mới ban cho mình, vũ trụ mới ban cho mình. Thành ra là mình phải có cái mong muốn rõ ràng của chính mình. Và các anh chị ạ, xã hội thì nó ngày càng phát triển, khoa học kỹ thuật thì ngày càng tăng cao. Nhưng có một điều trái ngược là bệnh tật không vì thế mà giảm đi, thậm chí là bệnh càng ngày càng nhiều. Và 40 năm về trước, chúng ta mới thấy thi thoảng có một người mắc bệnh tiểu đường, và nó cũng hiếm như bệnh ung thư. Nhưng mà hiện nay thì sao ạ? Ung thư là một vấn nạn trên toàn cầu. 30 năm về trước, tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch chỉ chiếm 3% dân số thế giới. Còn ngày nay thì sao? Cứ có 3 giây trôi qua thôi là có một người chết vì bệnh tim mạch. Đó là một con số khủng khiếp, rất là báo động. Và cuộc sống ngày nay, một người mà sống ở đô thị hóa, ở thành phố lớn, thành phố trực thuộc trung ương hoặc là loại 1 á, thì mỗi một ngày chúng ta đang tiếp xúc với khoảng 1.180 loại hóa chất độc hại khác nhau. Các anh chị có tin điều này không ạ? Sự thật là như vậy, bởi vì đây là thống kê của y học hiện đại. Chị em phụ nữ mỗi một ngày bôi lên cơ thể của mình khoảng 175 loại hóa chất độc hại khác nhau. Nào là mascara, son môi, phấn má, kem chống nắng, kem ngày, kem đêm, dầu gội đầu, sữa tắm, rất nhiều loại kem khác nhau. Tại Trung Quốc á, thì cái số người chết bởi cái ô nhiễm phòng kín đó các anh chị, có nghĩa là cái hiệu ứng nhà kính phòng kín á, thì một năm khoảng là 110.000 người. Số người chết vì nhiễm độc thuốc trừ sâu á, của nông nghiệp á, thì khoảng là 730.000 người. Và chúng ta thấy biết rằng là nông sản, nông nghiệp bây giờ là người ta phun thuốc từ sâu á, tràn lan, các chị hình dung điều này không? Rối loạn nội tiết tố do cái thuốc tăng trọng, cám tăng trọng khi mà nuôi các loại động vật, đó là khoảng 20 triệu người trên toàn thế giới. Số người mắc bệnh béo phì tại Mỹ á, là 200 triệu người. Và tỷ lệ người mắc bệnh béo phì ở cái độ tuổi trưởng thành ở Mỹ á, là trên con số 80% các chị nhé. Số người mắc bệnh tiểu đường á, trên toàn thế giới khoảng là 300 triệu người. Và tại Việt Nam chúng ta á, thì năm 2020, một cái con số rất là đáng buồn, đó là Việt Nam mình lọt top 1 thế giới, là 50 quốc gia dẫn đầu về tỷ lệ người dân mắc bệnh ung thư cao nhất trên thế giới. Và năm 2018 thì cứ một năm có khoảng 200.000 người chết vì bệnh ung thư. Có nghĩa là cứ 30 phút thì có một người chết vì bệnh ung thư các loại. Và cái sự thật trong xã hội thì chúng ta thấy điều này, cái bức tranh rất là rõ rệt, đó là thường á, thì chúng ta quan tâm là họ chết vì bệnh gì đó, mà không quan tâm tới cái gốc rễ, tới cái thủ phạm, tới cái sát thủ mà đã khiến họ tử vong các chị. Và trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thấy như thế này này, trong gạo thì có dầu máy, thậm chí gạo người ta làm từ nhựa cao su các chị. Nam nhớ là thời sinh viên có một người bạn là nấu một nồi cơm đúng không, mua gạo sau về nấu cơm, nhưng mà sau đó thì về quê một tuần mà quên đem cái nồi đấy đi rửa đi, cạo ra đi rửa đi. Và sau một tuần lên mở cái nồi cơm đấy ra thì nồi cơm không bị lên men các chị. Và bạn ấy mới phát hiện được ra rằng là cái gạo đấy làm từ cao su các chị nhé. Sự thật là như vậy. Rồi là trứng thì làm từ cao su nữa. Trong sữa thì có melanin. Rồi thì trong giá đỗ ở tất cả các thành phố, ở các nhà hàng, thì giá đỗ người ta làm phải mất khoảng một tuần
Nhưng mà bây giờ người ta làm chỉ mất khoảng vài ngày, thậm chí là một ngày, thì người ta đều có cái thành phần kích thích hormone tăng trưởng và có cái thành phần thuốc diệt cỏ trong đấy. Trong váng đậu phụ thì nó có cái chất formaldehyde. Đó. Rồi là trong hải sản thì có cái chất hormone kích thích tăng trưởng. Và hải sản bây giờ người ta nuôi cá thu, người ta nuôi chỉ khoảng vài tháng thôi các chị là người ta thu hoạch rồi. Và để bảo quản cái hải sản nó tươi lâu, phải không nào, thì người ta sẽ dùng một cái chất được gọi là phormôn. Phormôn chính là cái chất mà người ta tẩm ướp cho các xác chết để nó không bị phân hủy, không bị thối rữa các chị. Các loài rau củ quả thì người ta dùng chất kích thích cho nhanh chín. Thậm chí á, người ta vận chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ châu lục này sang châu lục khác, nhưng mà cái quả nó không bị hỏng, là bởi vì bên ngoài người ta xịt một cái lớp thuốc bảo quản. Và sự thật là chúng ta có nhiều người đi mua trái cây, phải không nào, sau đó là về lễ ở bàn thờ gia tiên vào ngày mùng 1 chẳng hạn, nhưng mà cuối cùng là quên hạ lễ. Thì đến ngày 10, 14, 15 thì tiếp tục lễ tiếp. Thì cái điều đặc biệt là cái quả cam đấy nó không bị thối. Bình thường cái quả cam mà để mấy ngày mà không ăn là nó thối mất rồi. Nhưng mà có nhiều quả cam để hàng tháng nó không bị thối. Quả táo cũng như vậy. Là bởi vì người ta đã xịt xung quanh một cái lớp chất kích thích bảo quản. Gia súc gia cầm thì không bao giờ có cái chuyện đó là thả rông, hay là được gọi là ăn cám ngô, cám bèo, cám khoai, mà người ta dùng được gọi là cám tăng trọng hoặc là những cái chất tạo nạc. Rồi là con vật ngày nay thì nó cũng đau đớn bệnh tật như con người, thành ra là người ta sẽ cho vật nuôi uống cái thuốc kháng sinh. Và tại Mỹ 80% thì phần thuốc kháng sinh là người ta đều đưa vào các hệ thống trang trại hết, còn chỉ có 20% thị phần là dành cho các bệnh viện và các được gọi là hệ thống thuốc tây thôi. Và chúng ta thấy một cái bức tranh trong thời kỳ hiện đại, đó là thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Ở Việt Nam chúng ta trên báo đài, thậm chí là thời sự đã từng đó là chiếu những cái video đó là có làng ung thư, đúng không chị? Tại sao lại có làng ung thư? Là bởi vì người ta để những cái nhà máy, và cái nhà máy đấy sẽ thải ra những khí thải độc hại, và cái nguồn nước ngầm ở đó bị nhiễm độc những cái kim loại độc hại, và người dân ăn phải cái nguồn nước đấy mỗi ngày đưa vào cơ thể thì cả làng bị ung thư các chị. Và cái môi trường nó ô nhiễm như vậy, mọi thứ xung quanh của chúng ta nó đầy rẫy chất độc như vậy, thì đó là thứ chúng ta không thể kiểm soát được. Nó giống như là chúng ta sống chung với lũ rồi, không thể kiểm soát được. Chúng ta không thể kiểm soát được cái thứ mà chúng ta không thể kiểm soát, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được chính mình. Và nếu chúng ta biết được, chúng ta tránh, đúng không? Chúng ta biết được điều này, chúng ta tránh, chúng ta không rơi vào cái vòng xoáy đấy, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi bên ngoài. Và con người ngày nay chính là các thùng rác của các sản phẩm thời đại. Và đây chính là cái bức tranh thực tế luôn. Và trên thế giới đã có những cái video cảnh báo cho mọi người rồi, đó là từng có cái bệnh nhân bị ung thư vòm họng, mà sau đó là cái máu của họ rơi xuống sàn nhà mà nó bị bốc hơi lên các chị. Có nghĩa là trong máu của người đó đã chứa một cái dư lượng axit rất là lớn, được gọi là axit sulfuric, rất là độc hại. Hoặc là tại Đức á, thì các nhà khoa học đã làm một cái thí nghiệm thế này, là lấy 0,2cc mồ hôi của một cái người bệnh nhân tiểu đường, sau đó tiêm vào con chuột bạch, sau khoảng 40 phút á, thì cái con chuột đấy nó bị chết cái gì. Có nghĩa là cơ thể người đã bị nhiễm độc quá nặng.
Và trên thực tế thì các chất độc nó đang dung nạp với cơ thể chúng ta ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Nó giống như là mảng bám trong ấm trà. Chúng ta có hình dung được cái mảng bám trong ấm trà không ạ? Là cái trà của chúng ta chỉ có pha nước với trà thôi, mà lâu ngày chúng ta không cỏ thì bên trong nó bám rất là chắc. Thậm chí là chúng ta lấy nùi sắt chúng ta cỏ cũng không được. Nó bám rất là chắc vào trong lục phủ ngũ tạng, trong tế bào, trong máu, trong các nội quan của cơ thể. Và cái hiện tượng suy thận ngày nay là rất là phổ biến, là bởi vì thận chúng ta làm việc quá sức. Rồi là vấn đề xơ gan, đúng nào, viêm gan, suy gan và ung thư gan rất là phổ biến. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì ung thư gan là đứng số 1, sau đó là ung thư phổi, thứ ba đó là ung thư đường ruột. Vậy thì các anh chị có quan tâm là trong cơ thể chúng ta có khoảng bao nhiêu kg độc tố hay không? Có khoảng bao nhiêu kg độc tố nó bị lắng cặn trong người hay không? Thì chúng ta cùng comment bên dưới là tôi để Nam sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị điều này. Nếu như các anh chị thấy chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thực sự có giá trị và lợi ích cho cộng đồng, thì mỗi một người hãy tặng cho Nam Hà một nút chia sẻ. Nam rất là ngại phải chia sẻ những điều này, nhưng mà đây chính là bức tranh thực tế. Đây chính là những cái con số thực tế, những cái con số mà khoa học đã đưa ra, đã kiểm chứng rất là rõ rệt rồi mới công bố các anh chị nhé. Vậy thì theo các chuyên gia thanh lọc độc tố hàng đầu Ukraine, người ta đã tổng kết như sau. Một người trưởng thành thì trong cơ thể dao động khoảng từ 3 đến 25 kg chất độc. 3 đến 25 kg chất độc. Chúng ta không hề nghe nhầm đâu các chị nhé. Cái chất độc nó nằm ở trong gan, trong túi mật, ống dẫn mật thì nó dao động khoảng 0,5 đến 5 kg. Chúng ta cũng không hề nghe nhầm đâu các chị. Các kim loại nặng như là clo, chì, thủy ngân, đó, rất là nhiều cái kim loại nặng độc hại nó nằm trong tế bào và máu thì dao động khoảng 0,2 đến khoảng 2 kg. Độc tố ở trong các khớp, trong xương nó đẩy ra thành muối vô cơ. Mà muối thì nó rất là chắc. Nó là những cái tinh thể sắc nhọn, nó sẽ đâm vào mối nối, khớp xương. Đó. Rồi thì những cái thớ cơ nó sẽ khiến cho chúng ta bị đau nhức, sưng tấy. Thì nó dao động khoảng 3 kg chất độc. Độc tố trong ruột là nhiều nhất. Nó dao động khoảng 2,8 đến 15 kg. Và nó tập trung nhiều nhất là ở đại tràng chúng ta. Khoảng 4 đến 8 kg chất thải độc hại nó nằm trong đại tràng. Thực tế thì chúng ta cảm thấy có vẻ là khỏe mạnh, nhưng mà ai cũng đang mang trong mình rất nhiều cái chất thải độc hại. Kể cả những người cho rằng mình là khỏe mạnh thì cũng có những cái chất thải độc hại các anh chị. Và nó tích lũy ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Và tuổi càng cao thì các chất độc mình đưa vào cơ thể nó càng nhiều. Tại sao mà một đứa trẻ lên 3 nó chơi cả ngày, rất là năng lượng, tràn đầy sức sống, da rất là đẹp, cơ thể rất là khỏe mạnh, đến nỗi mà người lớn, bố mẹ nói rằng là nghe nó nói nhiều quá mà mình cũng cảm thấy mệt. Hoặc là thấy nó chơi á, nó vã mồ hôi mà mình cũng cảm thấy mệt thay cho nó. Nó quay mòng mòng, nó chơi nhảy dây, đúng không nào? Nó chơi xích đu các thứ, nó chơi rất là miệt mài mà nó không hề biết mệt. Trong lúc đó người lớn to hơn rất là nhiều, có thể khỏe hơn, xách được những cái vật nặng hơn nó rất là nhiều. Nhưng tại sao mà người già hoặc là người lớn lại than mệt? Tại sao mà người lớn nắng một chút thôi là đã than mệt, nhưng mà trẻ con thì nó lại thích chơi giữa nắng các anh chị?
Tại vì cơ thể đứa trẻ chưa bị nhiễm độc. Còn cơ thể người trưởng thành, đặc biệt là người lớn tuổi, thì thông qua nhiều năm tháng, chúng ta đã hấp thu vào cơ thể quá nhiều các chất độc thông qua thức ăn, nước uống, phải không? Thậm chí là trong tâm trí chúng ta, rồi là chúng ta tiếp xúc với rất nhiều các sản phẩm thời đại mới, như là tủ lạnh, điều hòa, TV, wifi, rồi là ô nhiễm ánh sáng, ô nhiễm không khí, rất là nhiều các loại ô nhiễm khác nhau. Và khi mà độc tố nó ngấm vào trong nội tạng, trong các tế bào, thì nó sẽ làm phá hủy các nội tạng, phá hủy tất cả các hệ thống, được gọi là tạo nên cái cơ thể của chúng ta. Độc tố nó ngấm trong tế bào thì nó sẽ ngăn cản tế bào hấp thu dưỡng chất, chặn cái con đường thoát thải của các tế bào chết. Đó. Và toàn bộ cơ thể chúng ta nó bị mắc kẹt, và các dòng năng lượng trong cơ thể chúng ta nó không được lưu thông, nó không được lưu nhuận. Và chúng ta thấy là cái tình trạng người dân bây giờ nửa ốm nửa khỏe là rất là nhiều. Ai cũng nói rằng là người tôi giống như là người mượn, hoặc là trái gió trở trời một chút là ngay lập tức cơ thể có vấn đề, nào là đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, sức đề kháng kém. Phải không nào? Ai đang gặp phải những vấn đề này? Thì đây chính là những cái tình trạng phổ biến mà cơ thể đang cố cảnh báo với chúng ta, đang đưa ra những cái thông điệp rằng là cơ thể chúng ta đang bị nhiễm độc quá nặng. Và những cái dấu hiệu này, những cái cảnh báo này càng ngày nó càng dày đặc lên. Phải không nào? Càng ngày nó càng nhiều lên. Và các chuyên gia thanh lọc độc tố và các bậc thầy về sống khỏe thì người ta đã kết luận là độc tố thì nó giống như các quả bom hẹn giờ và nó chờ ngày phát nổ các anh chị. Đó, nó cứ đếm ngược thời gian thôi và nó chờ ngày phát nổ. Đến một cái mức nào đó mà cái hệ miễn dịch trong cơ thể chúng ta nó suy giảm. Những cái hệ thống nội tạng trong cơ thể chúng ta nó yếu đi, thì lúc đó nó bùng phát. Và đó là thời cơ để bệnh tật nó đứng lên, nó kiểm soát cơ thể chúng ta. Và chúng ta biết là cái biểu đồ sức khỏe của chúng ta là như thế này. Từ 0 đến khoảng 25 tuổi là nó đi lên, đúng không? Còn từ 25 tuổi đến tầm khoảng 50 tuổi là nó đi ngang, đúng không? Và từ 50 tuổi đến cuối đời là nó sẽ đi xuống. Nó sẽ đi xuống. Nó giống là một cái hình thang. Vậy thì các anh chị biết không ạ? Xuống dốc thì nó sẽ không phanh. Phải không nào? Nên là có nhiều người á, thì khi mà nó đã xuống là xuống rất nhanh. Bởi vì nó xuống dốc thì nó lao rất là nhanh luôn. Và trong cuộc sống thì chúng ta bắt gặp này. Chúng ta lâu lâu chúng ta lại nghe cái câu chuyện là ô, cái ông kia cách đây khoảng vài năm trông rất khỏe mà. Đúng không nào? Hoặc là cách đây khoảng 1-2 năm á, tôi gặp ông ấy thì ông ấy rất là khỏe. Nhưng mà bây giờ thì sao? Nằm ở trên giường bệnh hoặc là ngồi xe lăn các anh chị ạ. Thực tế là như vậy. Độc tố mà nó tích ở trong tim thì nó sẽ gây áp lực cho tim. Bình thường á, cái áp lực của một lần đập là 1, thì bây giờ nó phải chịu áp lực là 2 lần đập. Và có nhiều người bây giờ mới có 40 tuổi thôi đã bị mắc bệnh tim mạch. Trẻ em bây giờ thì sao? Mới có 5 tuổi thôi các anh chị đã bị gan nhiễm mỡ. Và có nhiều người mới là tuổi vị thành niên thôi mà đã bị tiểu đường rồi các anh chị.
Vậy thì cái lượng độc tố nó sẽ gây hại cho cơ thể chúng ta như thế nào? Nếu mà nó tích ở chân tay thì nó sẽ khiến đau nhức, tê bì, nhức mỏi. Nếu mà nó tích ở trên da thì sao? Da chúng ta sẽ bị lở loét, viêm da, nổi sần mày đay, phát ban, ngứa, dị ứng. Nếu mà nó tích ở trong nội tạng thì nó sẽ sinh ra bệnh nội tạng, mất cân bằng cơ thể, khiến cho chúng ta bị lão hóa và gây ra cái tình trạng đó là sỏi nội quan, ví dụ là sỏi gan mật, sỏi thận, đúng không nào? Độc tố mà nó tích ở trong máu thì nó sẽ sinh ra các bệnh về máu như là mỡ máu, hay còn gọi là bệnh mỡ máu đấy các chị, hoặc là huyết áp cao, còn miền Nam người ta gọi là tăng sông các chị, tăng sông. Các vấn đề liên quan đến tim mạch và cái danh sách căn bệnh thời đại ngày nay thì nó là vô tận. Nào là gan nhiễm mỡ, nào là gan nhiễm cồn, xơ gan, gút, rồi là xơ cứng động mạch, cao huyết áp, mỡ máu cao, tai biến mạch máu não, liệt nửa người, bệnh về mạch vành, tim đập không đều, tức ngực khó thở, rồi là các loại ung thư, viêm phế quản mãn tính rất là nhiều các anh chị. Rất là nhiều các vấn đề về sức khỏe. Vậy thì các anh chị ạ, thông qua cái bức tranh mà Nam vừa mới chia sẻ với tất cả quý vị thì chúng ta nhận thấy một điều gì ạ? Đó là con người trong thời đại ngày nay á, chính là một cái thùng rác của các sản phẩm thời đại. Và chúng ta hãy cùng comment giúp cho Nam cái câu này rất là quan trọng. Đó là sạch thì chắc chắn nó sẽ khỏe, và khỏe thì chắc chắn nó sẽ đẹp. Đây là nguyên lý đúng của chị. Và cơ thể chúng ta đang thanh lọc các chất độc trong từng khoảnh khắc. Trong từng khoảnh khắc, ngày nào chúng ta cũng bài tiết thông qua con đường đại tiện. Ngày nào trung bình một người cũng đi tiểu từ 6 đến 10 lần một ngày. Ngày nào chúng ta cũng thở, thì mỗi một hơi thở chúng ta thở ra chính là đem theo các chất độc của các tế bào. Rồi là khi chúng ta vận động, nó toát mồ hôi, nó đổ mồ hôi, đó cũng là cơ chế thải độc của cơ thể chúng ta. Phải không nào? Như vậy là cơ thể chúng ta đang thanh lọc và thải độc trong từng khoảnh khắc, đặc biệt là thời điểm giao mùa này. Thời điểm giao mùa rất là nhiều người bị ốm đúng không? Cảm sốt ho, trúng gió, chảy nước mũi. Thì những cái thời điểm thời tiết giao mùa thì cơ thể phải thích ứng. Và mỗi một lần như vậy thì cơ thể phải thanh lọc. Và khi mà cơ thể gồng mình để thanh lọc thì cái năng lượng dành cho việc thanh độc nó phải dư ra một ít. Thành ra là cơ thể sẽ yếu hơn và bị tấn công bởi các mầm bệnh, virus và các loại nấm. Đó là lý do mà trong những cái thời điểm giao mùa thì thường là chúng ta sẽ bị dễ bị bệnh hơn. Và xung quanh các tế bào có những cái khoảng không á, thì nó chiếm 20% là máu, còn 80% chính là bạch huyết. Mà máu chính là đưa dinh dưỡng và oxy là thức ăn cho tế bào, nhưng mà bạch huyết chính là nó gom toàn bộ rác thải. Nó gom toàn bộ những cái chất cặn bã sau khi tế bào ăn xong nó bài tiết. Như vậy nhìn vào đó thì cũng thấy rằng là cơ thể chúng ta ưu tiên dành cho việc thanh lọc. Do đó có vào thì nó phải có ra, nó phải luân lưu, nó phải thông suốt, thì sự sống nó mới là tuyệt vời. Nó giống là dòng sông á, nó phải luân lưu, nó trôi chảy, thì dòng sông đấy nó mới là dòng sông sống. Hoặc là cây cỏ nó phải vươn mình, nó tốt tươi. Hoặc là khí ở trong không trung nó phải di chuyển từ áp cao đến áp thấp, thì không khí nó phải mới được trong lành. Rồi là cái cơ chế mà tạo ra bão cũng như vậy. Chúng ta thấy là sau cơn mưa thì không khí rất là trong lành, và sau một trận bão thì trời quang mây tạnh. Đó, thì tất cả mọi thứ nó đang chuyển động.
thuần theo tự nhiên. Vậy thì cơ thể chúng ta muốn khỏe mạnh thì nó phải trôi chảy, nó phải thông suốt những cái kênh năng lượng trong cơ thể. Còn nếu như mà chúng ta ăn vào mà chúng ta không thanh lọc, không đào thải thì nó sẽ bị mắc kẹt ở bên trong và nó phá hủy cơ thể chúng ta thôi. Đó là nguyên lý tự nhiên, đúng các anh chị? Và giá trị của việc thanh lọc sẽ là như thế nào? Chúng ta cùng comment bên dưới giúp Nam nhé. Thanh lọc chính là giúp cơ thể tự chữa lành. Và nếu như mà chúng ta hiểu về nghệ thuật của thanh lọc thì cơ thể chúng ta sẽ không bị nhiễm độc. Chúng ta hiểu về nghệ thuật thanh lọc thì cơ thể chúng ta sẽ không bị nhiễm độc. Và những người nào mà đã làm được cái liệu trình thanh lọc tự nhiên á, thì họ sẽ lời rất là nhiều. Họ sẽ được những cái gì? Một là người nhẹ nhàng, linh hoạt, sảng khoái. Có nhiều người nào hướng dẫn làm cái liệu trình thanh lọc và làm xong họ nói rằng là người chị nó nhẹ bẫng, chưa bao giờ mà cái bước đi của chị nó là nhẹ nhàng, nó linh hoạt, giống như là mình đang đi trên mây. Thứ hai là da sáng đẹp. Cái thứ ba là cảm thấy luôn luôn năng lượng, tràn đầy năng lượng sức sống và cảm nhận cái cuộc sống ở một cái mức năng lượng rất cao. Rồi là yêu đời, bình an, hạnh phúc, ngủ ngon, ngủ sâu giấc và ăn thì rất là ngon miệng. Ăn rất là ngon miệng. Rồi thì có nhiều người không còn đau đớn, không còn đau đớn. Rồi thì trẻ hóa, đảo ngược lại cái quá trình lão hóa trong cơ thể. Cải thiện được cái cảm xúc, cái tâm trạng của mình. Tâm trí sáng suốt, tư duy sáng tạo, mạch lạc hơn và có một cái cuộc sống khỏe mạnh, thuần theo tự nhiên và đẩy lùi được nhiều bệnh tật. Đó chính là giá trị của việc thanh lọc, các anh chị. Giá trị của việc thanh lọc. Và thanh lọc chính là chữa lành. Bây giờ cũng là cái thời điểm nhạy cảm, là chúng ta còn khoảng gần 3 tháng nữa là đến Tết. Mà nếu như 3 tháng này mà chúng ta tập trung, chúng ta thanh lọc cơ thể, đặc biệt là cái thời điểm giao mùa này, là cơ thể cũng đang rất là cần thanh lọc, mà chúng ta làm những cái liệu trình thanh lọc, thải độc cho cơ thể, thì xin thưa các anh chị, chúng ta đón một cái năm mới 2022 á, với một con người hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác các anh chị nhé. Vậy thì nếu các anh chị theo dõi trang của Nam Hà thì chúng ta sẽ đọc được hàng trăm, hàng ngàn những cái phản hồi của khách hàng là họ đã thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống sau khi họ làm thanh lọc. Và bản thân Nam cũng như vậy. Đó, từ lúc Nam làm thanh lọc thì Nam không có biết ốm vặt là như thế nào các chị. Ngày xưa mà cái trời lạnh như thế này này là lúc nào cũng chảy nước mũi, rồi là cảm sốt ho. Nhưng mà khoảng 3 năm đổ lại đây thôi các chị, thì Nam rất là khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và sức sống. Ngày nào Nam cũng có mặt live stream với tất cả của chị, mà lúc nào nó cũng tươi tỉnh. Thì bản thân Nam đây cũng là cái người mà chứng thực được những cái giá trị khi mà mình làm thanh lọc cho cơ thể chúng ta. Và cơ thể của những người càng cao tuổi bao nhiêu thì càng cần làm thanh lọc bấy nhiêu các anh chị. Và trên trang của Nam Hà thì Nam đang hỗ trợ tất cả của anh chị hai liệu trình thanh lọc rất là tuyệt vời. Một đó là liệu trình thanh lọc được gọi là thải độc cà phê hữu cơ. Một cái liệu trình thanh lọc vô cùng tuyệt vời. Cái liệu trình thanh lọc thứ hai đó là liệu trình tẩy sỏi gan mật. Tẩy sỏi gan mật. Và ngày hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ sâu hơn về cái liệu trình tẩy sỏi gan mật các anh chị. Thì đây chính là cái cuốn sách Cẩm nang tẩy sỏi gan mật, phương pháp diệu kỳ cho sức khỏe, thì do một cái bậc thầy sống khỏe tên là Moritz, ông ấy viết ra. Và ông này đã từng bị rất là nhiều bệnh ở trong người hồi còn nhỏ. Và bác sĩ chẩn đoán ông này á, là không thể sống được quá 30 tuổi bởi những cái căn bệnh ở trong người. Nhưng mà cả cuộc đời ông này thì nghiên cứu về những phương pháp chữa lành của cơ thể và áp dụng lên cơ thể của mình. Thì bây giờ ông ấy khỏe mạnh, vợ của ông ấy cũng khỏe mạnh. Và ông ấy đã viết ra cái cuốn sách này. Và bây giờ đã dịch ra tiếng Việt rồi. Trước đây thì không có cái bản tiếng Việt đâu các anh chị.
Thì trong lá gan của chúng ta thì rất nhiều sỏi gan mật rất là độc hại. Và chỉ khi chúng ta làm thì chúng ta mới thấy đây là những cái viên sỏi mà người ta chụp lại sau khi cho tất cả những cái người bệnh nhân làm thanh lọc. Nó có màu vàng, màu xanh, màu nâu đen. Đó. Và đây là những cái viên sỏi người ta đã cưa ra. Đó. Rất là nhiều các anh chị, rất là nhiều. Cái sỏi màu xanh này là rất là phổ biến, có nhiều người làm nó ra hàng ngàn viên. Và lúc này chúng ta mới thấy rằng là trong gan chúng ta cái lượng chất độc nó rất là nhiều. Thì đây nó có một cái hình ảnh chụp dưới kính hiển vi. Thì ở đây chính là những cái ống tiểu thủy gan. Và trong lá gan chúng ta khi mà chụp dưới kính hiển vi á, nó có những cái nang sỏi mềm, nó cô đặc giống như là bùn, giống như là nhựa như thế này. Thì trong gan chúng ta nó đầy rẫy. Nhưng mà khi mà chúng ta đi chụp cắt lớp hoặc là chụp CT ấy, thì chúng ta không nhìn thấy được đâu. Ok không anh chị? Và nếu như mà chúng ta làm thanh lọc cái lá gan á, thì nó quá tuyệt vời đối với cơ thể chúng ta. Bởi vì chức năng của lá gan đối với cơ thể nó giống như là những cái tiện nghi của cả một cái thành phố. Những cái hệ thống tiện nghi như là điện, đường, trường, trạm, giao thông, rồi là chợ, rồi là các nhà máy xí nghiệp luôn các chị. Nên là chức năng gan nó vô cùng quan trọng. Gan nó tham gia trong tất cả các quá trình giải độc cho cơ thể chúng ta. Vậy thì người nào mà thanh lọc được lá gan á, thì sức khỏe nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Thì đây chính là Nam có một cái file á, để lưu trữ lại những cái cảm nhận của khách hàng. Và họ đã gửi cái phản hồi cho Nam Hà các chị nhá, thì rất là nhiều. Đây ví dụ là khách hàng làm sau đó chụp lại cho Nam Hà, thì mọi người xem này, có nhiều người làm ra cả rổ thế này các chị nhé. Sáng nay khi đi ngoài hết, cô đổ từ bô sang cái rổ này và lấy vòi nước xả sạch, trên rổ còn lại ngần này. Nhưng khi cô đeo găng tay làm bằng cao su xoa dưới bề ngoài của rổ toàn chất nhầy, bóp ra nó có màu vàng hơn màu nghệ bám chặt vào găng tay luôn. Cô vớt những cái nổi trong bồn cầu bóp ra cũng vậy, khiếp quá cháu ơi. Giờ ngồi nhắn tin cho cháu, cô thấy người nhẹ nhõm, cảm ơn cháu rất là nhiều. Thì đây chính là feedback của một người khách hàng gửi cho Nam. Còn đây á, cũng là một người khách hàng luôn, làm xong thành công và gửi cho Nam. Cô chào con, sáng nay bà nhà cô đã làm thải độc gan ra nhiều sỏi lắm. Đã thành công rồi cháu ạ. Cảm ơn Nam Hà nhiều đã giúp cho mọi người có nhiều sức khỏe. Còn đây là chị Hồng Thanh. Cảm ơn Nam, mình cũng vừa thành công khi tẩy sỏi gan mật. Tiếp theo ổn định sẽ làm thải độc cà phê. Quá tuyệt vời các chị nhé. Em ơi, chị đã hoàn thành thải độc gan rồi. Nó ra nhiều sỏi lắm, cỡ hơn 200 viên, chị thấy rất là khiếp. Rất là nhiều các anh chị. Em ơi, chị làm tẩy sỏi gan mật rồi, nhưng khi đi ngoài ra chất màu xanh như dịch mật, không có sỏi. Đó, thì đây là cái dạng sỏi dạng bùn các chị nhé. Còn đây là một người khách hàng ra rất là nhiều. Cô cảm ơn cháu, cô làm nay được 3 ngày rồi cháu à. Nó ra nước như bùn đen, lẫn sỏi nổi lên nhiều lắm. Cô thấy cháu có phương pháp này hữu ích cho mọi người rất tốt, cô cảm ơn. Các chị nhá, đấy, rất là nhiều người khách hàng người ta làm. Rất là thành công. Và sau đó thì da dẻ của họ sáng mịn, họ trẻ hóa, họ khỏe mạnh. Và rất nhiều cái bệnh trong người của họ, đặc biệt là các bệnh mãn tính, nó cứ từ từ nó biến mất các chị nhá. Nam có những người khách hàng họ đã làm xong những cái liệu trình này, sau đó họ đi kiểm tra sức khỏe thì ai cũng thay đổi các chị. Nam có một người chị, thì chị này có kết bạn trực tiếp Zalo với Nam luôn các chị này. Đó, chị này gửi tin nhắn cho Nam đó là: Nam ơi, chị làm thải độc cà phê và thải sỏi gan, giờ nhìn răng cũng trắng ra. Ngày xưa răng của chị vàng, do ngày bé mẹ cho uống nhiều thuốc tây. Hơi thở thơm hơn, da dẻ sáng mịn hơn em à. Cả ngày tràn đầy năng lượng. Chị cảm ơn Nam rất là nhiều các anh chị nhé. Và đây là lần thứ 3 chị ấy làm thanh lọc. Chị đã chụp lại, chị gửi cho Nam.
Còn đây là lần thứ hai chị làm thanh lọc, chị chụp lại gửi cho Nam các chị. Và đây là lần thứ nhất chị làm. Thì chị này bị táo bón kinh niên á, là 15-16 năm các chị. Và bị u sơ, người lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng yếu và mệt mỏi. Và bây giờ làm thanh lọc á, thì người khỏe mạnh các chị. Và chị rất là mừng. Thì Nam mong muốn hỗ trợ tất cả của chị cái liệu trình tẩy sỏi gan mật, bởi vì nó quá tốt. Nó là sự kết hợp hoàn hảo. Khi các chị làm cái liệu trình này, vừa giúp chúng ta thanh lọc thải độc đường ruột từ đầu đến cuối luôn, làm sạch sơ bộ toàn bộ đường ruột. Và chỉ cần dùng cái muối biển tự nhiên mình làm thanh lọc cái đường ruột sơ bộ, mà chúng ta đã thấy là các chất độc ở trong ruột chúng ta nó khủng khiếp thế nào. Có nhiều người sẽ đi cầu khoảng từ 5 đến 7 lần nó mới hết được. Tiếp theo á, là nó thanh lọc sạch cái lá gan cho mình. Như bản thân Nam á, lần đầu tiên làm nó cũng ra 200-300 viên, khoảng như vậy. Lần thứ hai thì nó ra khoảng 100 viên, nhưng mà nó là như những cái hạt gạo. Lần thứ ba thì nó lấm tấm khoảng 50 viên. Và lần thứ tư thì nó sạch hoàn toàn. Vậy thì một người tương đối khỏe mạnh thì làm khoảng 4 lần thì lá gan của mình nó sạch. Còn những người trong người mà có nhiều bệnh thì làm khoảng 8 lần là nó sạch các anh chị ạ. Đây là Nam đúc kết từ những người khách hàng Nam hỗ trợ. Và đây trên tay của Nam đang cầm chính là một cái liệu trình. Thì cái chai này chỉ là chai dầu ô liu nguyên chất ép lạnh. Và đây là cái chai dầu ô liu nguyên chất ép lạnh extra virgin. Và nó đạt tiêu chuẩn về thanh lọc. Thì cái thương hiệu dầu này là Divila, rất là nổi tiếng ở Italia và được các nhà hàng 5 sao và các đầu bếp á, là ghi nhận là chất lượng dầu tốt và có nhiều cái dưỡng chất tốt lành. Nó giữ được những cái dưỡng chất tự nhiên ở trong dầu. Nên là khi chúng ta làm á, thì nó đạt hiệu quả cao nhất về thanh lọc và thải độc. Thì một liệu trình là gồm một cái chai dầu ô liu nguyên chất ép lạnh là 500ml. Một lần mình dùng là 125ml. Thì chúng ta sẽ làm được 4 lần. Một tháng chúng ta làm một lần. Tiếp theo là một cái gói muối biển tự nhiên để trong túi như thế này. Thì đây là muối biển tự nhiên nhé. Muối biển tự nhiên được gọi là có ruộng muối dưới ánh nắng mặt trời. Và khi nó bốc hơi nước rồi nó đọng lại muối nhé, chứ không phải là muối tinh. Muối biển tự nhiên thì nó có hơn 80 loại khoáng chất tốt cho cơ thể. Nên là khi chúng ta dùng, nó không hại cho những người bị huyết áp và nó không gây hại cho cơ thể. Và đây chính là 5 cái gói tinh chất cần tây. Cần tây thì rất là tốt cho gan và thận và các hệ thống thanh lọc máu. Thì ngày xưa mà Nam hỗ trợ thì không có 5 cái gói cần tây này đâu. Nhưng mà thời gian gần đây thì Nam muốn hoàn thiện cái liệu trình này và giúp cho tất cả của anh chị được dùng cái liệu trình tốt nhất và phục hồi sức khỏe nhanh nhất. Thì Nam tặng cho tất cả của anh chị là 5 gói tinh chất cần tây. Mỗi ngày chúng ta dùng một gói, pha với khoảng 1 đến 1,5 lít nước chúng ta dùng. Thì một liệu trình này chúng ta làm được 4 lần, mỗi tháng chúng ta làm một lần. Và nó vô cùng xứng đáng để chúng ta đầu tư các chị, cho sức khỏe chúng ta. Thì bên ngoài live stream á, thì Nam đang hỗ trợ cho những người khách hàng của mình cái liệu trình này là 550 ngàn một liệu trình. Nhưng mà ngày hôm nay trực tiếp ở trên live stream, trực tiếp trên live stream các anh chị, nếu mà các chị đặt trực tiếp, tin tưởng Nam Hà, đặt trực tiếp ở trên live stream và mong muốn được Nam Hà hỗ trợ, thì chỉ còn 500 ngàn một liệu trình thôi các anh chị nhé. Một tháng chúng ta làm một lần. Như vậy là một liệu trình là chúng ta làm được 4 lần. Tính ra mỗi một tháng chúng ta đầu tư có khoảng là hơn 100 ngàn thôi, để giúp chúng ta phục hồi chức năng gan, thanh lọc lá gan và làm trẻ hóa lá gan của chúng ta các chị ạ. Nó vô cùng xứng đáng. Những ai đã làm cái liệu trình này rồi thì chúng ta hãy cùng comment những cái cảm nhận bên dưới giúp cho Nam Hà nhé. Những ai đã làm cái liệu trình này rồi thì chúng ta hãy cùng comment cái cảm nhận bên dưới giúp cho Nam Hà. Và ai mong muốn được hỗ trợ cái liệu trình thanh lọc gan tuyệt vời này thì chúng ta hãy vui lòng comment con số, hãy cùng comment số điện thoại bên dưới giúp cho Nam Hà nhé, để được hỗ trợ.
Chị Mai Trần đã comment số điện thoại bên dưới giúp cho Nam Hà nhé. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Minh Hương comment là chị muốn mua liệu trình thanh lọc gan. Dạ vâng ạ. Chị mong muốn được hỗ trợ thì chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Rồi. Chị Như Nguyễn comment là cái đó có làm sạch được đường ruột không Nam? Dạ vâng, làm sạch được chị nhé. Chị để lại số điện thoại, Nam Hà sẽ hỗ trợ cho chị. Chị Kim Trâm đã để lại số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Duyên Đỗ đã để lại số điện thoại. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Chị Lưu Thị Phường comment là chị muốn mua một liệu trình. Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Chị Lê Thị Thanh Vân cho chị một liệu trình. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Anh Đinh Trọng Nhuận, mình cần hỗ trợ kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ. Những ai mà uống nhiều rượu bia này, hay đi nhậu này, hoặc là có cái thói quen ăn uống bất cân bằng á, thì lá gan sẽ bị yếu, bị mệt mỏi. Chúng ta nên làm thanh lọc cho lá gan của chúng ta. Chị Yến Nguyễn comment là chị làm thấy rất là tuyệt vời. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều nhé. Chị Ly Nguyễn comment số điện thoại tư vấn thanh lọc. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị ạ. Chị Vũ Hồng comment là mình làm thanh lọc rồi, rất là tuyệt vời. Cả nhà yêu ơi. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều nhé. Chúc cho chị thật nhiều sức khỏe. Chị Phạm Vui comment là thải độc gan rất là tuyệt vời. Đúng rồi ạ. Chị Lưu Thị Phường comment số điện thoại. Rồi, cảm ơn chị. Chị Diều Thiền đã để lại số điện thoại, cần hỗ trợ thanh lọc. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Chị Hồ Thị Lai comment là tư vấn mình với. Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Chị Phạm Hải Yến đã để lại số điện thoại. Dạ vâng ạ. Làm như thế nào? Chị Nguyễn Vang comment đó là xin thưa các anh chị là Nam có quay một cái video clip rồi, hướng dẫn chi tiết từng bước một. Do đó, cái việc mà Nam hỗ trợ tất cả của chị á, thì Nam đã có video clip hướng dẫn cho từng người, và tất cả những người đi trước làm được thì chúng ta yên tâm là chúng ta cũng làm được. Nên là chúng ta không phải lo lắng. Việc của chúng ta là chúng ta quyết định chúng ta làm các chị ạ. Còn khi các anh chị làm thì Nam sẽ kết bạn Facebook, Zalo, theo sát hỗ trợ đồng hành cho tất cả của anh chị. Và ngoài ra Nam còn tư vấn thêm về chế độ ăn uống, chế độ luyện tập để giúp chúng ta nhanh chóng khỏe mạnh, tùy thuộc vào vấn đề sức khỏe của chúng ta. Và khi các anh chị làm thì Nam sẽ cử mỗi một người một bàn trợ lý theo sát hỗ trợ đồng hành để giúp cho chúng ta làm cái liệu trình này thành công và tốt đẹp các anh chị. Anh Nguyễn Minh, chị Nguyễn Minh Trúc comment là hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị nhớ để lại số điện thoại giúp cho Nam nhé. Anh Quốc Túy đã để lại số điện thoại. Dạ vâng ạ, anh nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà. Chị Nhâm Thị Lan hay quá luôn. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Chị Ngô Phương Lan cho chị một liệu trình kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Thu comment là chị làm rồi, rất là tuyệt vời. Đúng rồi, ai làm rồi thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời và cảm ơn Nam Hà. Bởi vì sau khi họ làm thì cái lồng ngực nó nhẹ nhõm, và cái trạng thái cơ thể của họ nó nhẹ bẫng, và lá gan nó khỏe mạnh, thì nó sẽ chữa lành cho cơ thể của mình và sức khỏe tổng quát của chúng ta sẽ gia tăng. Chị Bì Sỏi Thần có thanh lọc được không? Dạ vâng, làm được chị nhé. Những người nào mà chức năng thần suy giảm, có nghĩa là gan nó quá mệt mỏi đó, và những cái phần việc của gan nó làm nó đẩy qua cho thần các chị ạ. Chị Hoàng Thơm comment số điện thoại, chị nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà nhé. Anh Lê Tuấn Dương tư vấn giúp cho mình kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Chị Lê Đào cho cô thải độc gan kèm số điện thoại. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Chị Thu Hà comment số điện thoại. Chị Thùy Dung comment là em làm rồi, ra nhiều sỏi màu đen lắm nhưng phải kiên trì. Dạ vâng ạ, đúng rồi chị ạ. Khi các chị làm sẽ được sự đồng hành hỗ trợ cùng với các bạn trợ lý của Nam Hà, và sẽ giúp cho tất cả các chị làm thành công. Các chị yên tâm là như vậy. Những người mà ra sỏi màu đen nhiều á, là có thói quen uống nhiều thuốc tây, thức đêm và ăn nhiều thịt các chị ạ. Chị Như Nguyễn đã để lại số điện thoại. Chị Nguyễn Thùy comment là Nam Hà chỉ muốn mua một liệu trình. Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Cô mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, có làm được không cháu? Dạ vâng ạ, làm được cô Mai nhá. Khi mà cô làm xong rồi, sau đó cô làm hết sỏi rồi nhá, cô đi kiểm tra lại cho con tất cả các chỉ số, nó đều đẹp các chị ạ.
Khi mà lá gan của chúng ta khỏe thì nó sẽ tiết ra được gọi là cái cholesterol tốt, được gọi là dầu tốt. Mà dầu tốt chính là HDL. Nó giống như là những cái bàn chải á, nó sẽ đi làm sạch tất cả những cái hệ thống động mạch, vi mạch máu trong cơ thể chúng ta. Nên là sức khỏe lá gan tốt á, thì hệ thống máu trong cơ thể chúng ta cũng tốt. Anh Triệu Hùng, mình cần hỗ trợ kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Anh nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà. Anh Vũ Phôn comment là làm thải độc gan xong. Nam đang đọc dở, nó chưa hiển lên các chị. Nó đang quay thít thò lò. Dạ vâng, anh Vũ Phôn comment là làm thải độc gan xong, người rất là sảng khoái, nhẹ nhàng. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Chị Đỗ Thị Thanh, một liệu trình kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị bị gan nhiễm mỡ, có làm được không? Dạ vâng, làm quá tốt tất cả các bệnh lý về gan như là xơ gan, rồi là gan nhiễm mỡ, rồi là virus viêm gan. Tất cả đều làm được cái liệu trình tuyệt vời này. Và gan càng ngày càng khỏe. Chị Phạm Thanh comment là cả nhà ơi, làm thanh lọc tẩy sỏi gan, rất thích luôn, gan sạch sẽ, khỏe lên rất nhiều. Nhìn chung làm tẩy sỏi gan mật rất là tốt luôn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Thanh rất là nhiều nhé. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Chị Bùi Như là comment là bị gan nhiễm mỡ có dùng được không em? Dùng quá tốt luôn chị ạ. Nhá. Gan nhiễm mỡ là gì? Là mỡ ở trong, mỡ mà nó không chuyển hóa được ở trong máu các chị. Và trong cơ thể chúng ta ăn quá nhiều các calo rỗng, hoặc là chúng ta ăn quá nhiều đồ ngọt, quá nhiều đường thì nó đều tích thành mỡ. Đó. Nhưng mà nó tích ở trong các tế bào, trong máu nhiều quá mà gan không thể chuyển hóa, đào thải được thì nó tích ở trong gan chúng ta. Đó, ở dạng glycogen. Nhưng mà khi gan chúng ta nó thông suốt, nó sạch thì nó sẽ đào thải những cái chất mỡ bẩn trong cơ thể chúng ta. Nên là chị yên tâm là chị làm liệu trình này rất là tốt luôn. Chú Phan Hùng, chú mua liệu trình thanh lọc. Dạ vâng ạ, chú để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Chị bị mề đay mãn tính. Nam muốn đọc cái comment của người này mà cái mảng nó quay tít thò lò các chị nhé. Xin lỗi tất cả của anh chị. Có nhiều người bị nổi sần mề đay, nổi dị ứng phát ban, bị ngứa, bị dị ứng. Nhưng mà khi họ làm cái liệu trình thanh lọc này và làm khoảng 3 đến 4 lần thôi thì tất cả những cái cơn mề đay dị ứng nó dịu đi, nó biến mất các anh chị. Mà trước giờ thì họ dùng rất là nhiều cái loại thuốc không được. Nên là cái tác dụng của thanh lọc nó rất là tuyệt vời. Chỉ có polyp mật có thải độc được không? Dạ vâng ạ. Nếu mà những ai bị polyp mật, sỏi mật thì hãy làm liệu trình này. Bởi vì những người nào mà bị polyp mật và sỏi mật, có nghĩa là trong gan chứa rất nhiều cái sỏi năng mềm ở trong đấy, và cái dịch mật của chúng ta chứa rất là nhiều chất độc, nó sẽ làm viêm nhiễm cái túi mật. Đó, nó làm cho các tế bào đấy nó bị viêm sưng và nó mọc lên những cái hình nấm, những cái nhọt hình nấm, đó chính là polyp. Chị Hằng Phạm cho chị một liệu trình. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Nguyễn Lan bị máu nhiễm mỡ có cách gì không? Dạ vâng, chị bị máu nhiễm mỡ, chị làm thanh lọc cho Nam. Nam có rất là nhiều người khách hàng, họ bị huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Họ làm thanh lọc sau khoảng 4 đến 5 tháng, họ đi kiểm tra ở các bệnh viện uy tín như là bệnh viện 108, bệnh viện 103, rồi là bệnh viện Bạch Mai. Thì các chỉ số nó về rất là đẹp các chị nhỉ. Và có nhiều người gọi điện trực tiếp cho Nam Hà, cảm ơn các chị nhé. Mà các chị biết không, cái liệu trình này nó chỉ có 500 ngàn thôi. Mà Nam có hỗ trợ một người khách hàng, bây giờ Nam quên mất tên rồi. Chị này nói rằng là cách đây khoảng mấy năm về trước á, chị có làm cái liệu trình này rồi. Nhưng mà chị theo một cái tổ chức và đi hết cái liệu trình này nó hết gần 10 ngày. Và chị phải đóng một cái khoản phí là gần 8 triệu. Gần 8 triệu. Nhưng mà cái liệu trình của em á, chị về làm á, thì các chất độc nó thải ra y chang như vậy, mà chỉ mất có hơn một ngày. Mà chỉ mua một liệu trình này thì cả gia đình đều làm được.
mà chỉ có 500 ngàn nó quá rẻ. Đó. Bị mề đay làm thế nào em? Dạ vâng, Nam trước đây cũng bị nổi sần mề đay và phát ban. Đặc biệt là nó nổi vào khoảng 12 giờ đêm đến khoảng 2 giờ sáng. Và những cái ngày nào mà trời nó mưa phùn á, hoặc là nó mưa á, thì nó nổi rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì da Nam không có bị nữa các anh chị. Nên là các anh chị hãy yên tâm làm cái liệu trình thanh lọc này giúp cho Nam Hà nhé. Khi mà chúng ta bị nổi sần mề đay á, là máu chúng ta nó bị nhiễm axit quá nặng và lá gan chúng ta không đào thải được hết, thì nó sẽ dồi ngược lại vào máu và cái nồng độ axit nó quá cao thì bắt buộc nó phải đẩy qua da, và khi nó tích ở trên da thì nó sẽ nổi sần mề đay hoặc là phát ban hoặc là dị ứng tùy vào cơ địa của mỗi người. Còn khi chúng ta làm được cái lá gan nó sạch khỏe thì lá gan nó sẽ tăng cái khả năng được gọi là hình thành cái dịch mật, và cơ chế hình thành dịch mật là cơ chế thanh lọc máu và thải độc cho gan luôn. Nhưng mà dịch mật chính là cái thuốc nhuận tràng tốt nhất cho đường ruột và nó sẽ giúp lưu thông đường ruột hiệu quả. Nên là sức khỏe lá gan tốt nó không chỉ tốt cho máu, cho các tế bào, mà nó tốt luôn cho cái gì? Tốt luôn cho hệ thống đường ruột chúng ta luôn các chị. Nó liên quan với nhau như vậy. Tiếp theo là chúng ta muốn trẻ hóa, phải không nào? Thì chúng ta hãy làm tăng cường chức năng gan. Bởi vì khi gan chúng ta nó khỏe mạnh, nó tiết ra một loại hormone được gọi là glutathione. Glutathione chính là một cái hormone mà ca sĩ, diễn viên, người mẫu á, họ muốn trẻ lâu á, họ đều tiêm cái hormone nhân tạo này vào người các anh chị để duy trì cái tuổi xuân. Mà mỗi một lần tiêm như vậy họ sẽ chi ra hàng tỷ đồng. Nhưng mà nếu lá gan khỏe mạnh thì nó sẽ tăng tiết ra cái hormone glutathione. Nó giúp chúng ta giải độc và giúp chúng ta trẻ hóa và da chúng ta nó sáng đẹp. Đó. Nên là tất cả các loại thực phẩm chức năng đắt tiền á, mà mình nhập khẩu nước ngoài ở những cái thương hiệu uy tín á, các loại thực phẩm chức năng bổ sung cho lá gan chúng ta hoặc là những cái thực phẩm chức năng đắt tiền á, thì đều giúp cho lá gan tạo ra cái hormone glutathione các chị. Nên là khi chúng ta làm cái liệu trình thanh lọc, chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta sẽ trẻ hóa đi rất là nhiều. Những ai đã để lại số điện thoại thì nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà nhé. Rồi, Nam Hà cảm ơn tất cả quý chị rất là nhiều. Chị Trần Linh comment là cho chị một liệu trình thải độc gan. Dạ vâng ạ, chị để lại tên cộng số điện thoại giúp cho Nam Hà. Chị Nga Bùi một liệu trình kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị bị polyp đại tràng thì phải thải độc cà phê phải không ạ? Đúng rồi chị ơi, chị là bị polyp đại tràng thì em khuyên chị là chị không nên cắt bỏ nó đi. Chị hãy làm cái liệu trình thải độc cà phê đi, nó rất là tuyệt vời cho vấn đề của chị đó. Chị Minh Hương comment là tư vấn giùm em. Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Thải độc đại tràng chị đang làm, vậy thải độc gan có làm chung được không em? Dạ vâng, quá được ạ. Sau khi chúng ta làm, cả hai liệu trình này nó đều bổ trợ hiệu quả cho nhau. Thải độc cà phê nó cũng có tác dụng thải độc gan rất là mạnh. Nhưng mà cái liệu trình thải độc gan này là liệu trình chuyên sâu dành cho lá gan của mình các chị. Chị Liên Trình comment là cho chị một liệu trình kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Nguyễn Phương comment là cần tư vấn. Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bà tiểu đường có được không? Dạ vâng, làm được bà nhá. Bà Phạm Bé, bà cứ yên tâm để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà để được hỗ trợ. Nam có một người chú đây. Chú này là làm bên quân đội á. Chú kỹ tính lắm. Chú ấy được gọi là quân đội mà. Chú kỹ tính, rất là kỹ tính. Chú ấy gọi cho Nam, chú cứ dặn đi dặn lại, dặn đi dặn lại. Và theo dõi cái live stream của Nam thường xuyên đó, có niềm tin chú làm. Các anh chị thấy không? Nó ra rất là nhiều viên sỏi. Đó. Chú ấy chụp ở trên cái giấy A4 đó. Bởi vì chú này đi uống nhiều rượu bia. Đó. Chú làm xong thành công cái là chú gửi cho Nam luôn.
Và bây giờ thì chú ấy tích cực chia sẻ để giúp cho nhiều người được làm cái liệu trình này. Nam dám cam kết với tất cả của anh chị là ai làm xong rồi chứng kiến cái chất độc trong người của mình và người của mình nó khỏe mạnh thì đều mong muốn người thân của mình được làm đầu tiên. Mà nó rất là lành, nó không gây ra bất kỳ một cái tác dụng phụ nào. Các chị nhé, nó tốt hơn bất kỳ một cái loại thuốc bổ nào. Và có nhiều người bây giờ, đặc biệt là những người trung tuổi, một tháng mất 2-3 triệu tiền thuốc. Thậm chí có nhiều hơn, có nhiều người còn hơn. Nhưng mà nó chỉ cầm chừng thôi, bởi vì thuốc á, nó chỉ giúp mình dập tắt cái triệu chứng lâm sàng. Trong lúc đó chúng ta làm cái liệu trình thanh lọc này, thì những cái gì giá trị thì chúng ta đã nghe được trong ngày hôm nay rồi. Nam không nhắc lại nữa các chị nhé. Nên là chúng ta, đây là một cái quyết định hoàn toàn sáng suốt và đúng đắn. Các anh chị hãy tin tưởng ở Nam Hà, bởi vì Nam Hà đã hỗ trợ hàng ngàn khách hàng rồi. Cô Thùy Dương comment là giúp cho cô một liệu trình thải độc gan. Dạ vâng ạ, cô để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Chị Lê Trúc comment là cho chị một liệu trình thải độc gan. Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà. Chị Hiền Trần cần tư vấn. Dạ vâng, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Polyp đại tràng thải độc một liệu trình được không em? Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại để được hỗ trợ nhé chị Hạnh Hoàng nhé. Bởi vì là tùy vào cơ địa của từng người, chị hình dung không? Có nhiều người người ta làm 3-4 tháng là nó sọp rồi, đi kiểm tra lại là nó sọp rồi. Nhưng có nhiều người thì phải cần thời gian hơn một chút xíu. Chị Nguyễn Hoa comment là cần tư vấn thải độc gan. Dạ vâng ạ, chị để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Chị Tôn Nga tư vấn kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ. Rồi, có những người kỹ tính như là chú Bảy là bên quân đội, xem đi xem lại không biết bao nhiêu cái livestream, hỏi không biết bao nhiêu câu hỏi rồi, nhưng mà cuối cùng họ làm thì họ mới thấy là quyết định của họ là đúng đắn. Nên là các chị yên tâm, chúng ta làm bởi vì ai Nam cũng hỗ trợ tận tình chu đáo như nhau hết để chúng ta làm thành công. Hãy tin ở Nam Hà, bởi vì tất cả những cái gì Nam chia sẻ thì Nam đã áp dụng lên cơ thể của mình rồi, rồi là người thân của Nam cũng đã sử dụng rồi đó, rồi là các bạn trợ lý của Nam cũng là những người sử dụng rồi các chị nhỉ. Và sau khi họ làm xong, họ tốt quá, họ thấy tốt quá, họ mua cho bố mẹ của họ làm. Chị Nguyễn Ánh comment số điện thoại. Dạ vâng ạ, chị nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà. Chị Thúy Bùi comment số điện thoại, chị nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà nhé. Chị Phạm Hải Yến đã để lại số điện thoại, chị nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà. Chị Trần Hiền comment số điện thoại, chị nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà. Chị Lê Quế, chị cần tư vấn kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị nhé. Chị Trần Ngọc Thủ cho tôi một liệu trình thải độc gan. Dạ vâng ạ. Bà Phạm Bé có may là bà muốn tư vấn. Dạ vâng ạ, bà để lại số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Nam sẽ hỗ trợ cho bà cái liệu trình này. Cô tin nhắn nhiều người nhắn quá nó bị trôi mất các anh chị. Các anh chị thông cảm giúp cho Nam Hà nhé. Chị Thoa Bùi comment là cho chị một liệu trình thải độc gan kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Nguyễn Hoa comment là cần tư vấn kèm số điện thoại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Tất cả các chị yên tâm là Nam có hướng dẫn cho từng người một luôn nhé các anh chị. Nên là chúng ta yên tâm giúp cho Nam là như vậy. Và các chị biết không ạ, cái trang của Nam đã xây dựng bây giờ là hơn 1,5 năm và có 207.000 người đang theo dõi các anh chị ạ. Và cái số lượng khách hàng bây giờ Nam đã hỗ trợ và giúp đỡ được á, là hơn 8.000 khách hàng. Thành ra là các anh chị yên tâm là như vậy nhé. Và khi mà Nam chia sẻ trên livestream thế này thì Nam phải chia sẻ đúng sự thật, và tất cả những cái câu chuyện là những cái câu chuyện có thật. Nam nghiên cứu bệnh tiền đình, đau đầu, thiếu máu não. Bệnh này nhiều người bị. Dạ vâng ạ, Nam có bài tập yoga dành cho vấn đề này. Và ai tập thì cũng thay đổi. Sáng ngày hôm nay Nam có đăng một cái video á, hướng dẫn cho mọi người tập cái bài tập
được gọi là thoái hóa đốt sống cổ á. Nói thật với các anh chị, chúng ta đập tập bài đấy thì ai cũng thay đổi luôn, và đặc biệt là sẽ ngủ rất ngon. Trên trang của Nam có tất cả các bài tập dành cho tất cả các vấn đề xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy, rồi là đau lưng, đau tay, đau chân, đau đầu gối có hết, đau thần kinh tỏa có hết. Nên là ai gặp phải vấn đề nào thì chúng ta sẽ tập cái bài tập riêng dành cho chính mình. Và tất cả những bài tập yoga thì Nam đã hỗ trợ thì nó rất là đơn giản, ai cũng dễ dàng tập luyện, nhưng mà cái hiệu quả thì rất là cao. Nhiều người đã tập và đã biết ơn Nam Hà. Chị Nguyễn Thị Yên comment là cho cô một liệu trình thải độc gan. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn cô rất là nhiều nhé. Chị Nguyễn Thị cầm cho chị một liệu trình thải độc gan. Dạ vâng ạ, à, chị nhớ để lại cái số điện thoại giúp cho Nam Hà nhé. Rồi, Nam Hà cảm ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Bây giờ thì Nam xin phép được kết thúc cái live stream ở đây. Và chúc cho tất cả quý anh chị thật nhiều sức khỏe. Và ai chưa được hỗ trợ thì chúng ta nhớ là theo dõi ở những cái lần sau nhé. Rồi. Và những ai đã để lại tên cộng số điện thoại rồi thì nhớ kiểm tra phần tin nhắn giúp cho Nam Hà để được Nam Hà hỗ trợ đúng người, đúng địa chỉ và giúp cho tất cả của chị làm cái liệu trình này thành công. Sau khi các anh chị làm tốt rồi á, thì nhớ chia sẻ giúp cho Nam Hà giống như những người trước nha. Những người trước họ làm tốt quá rồi, bây giờ họ lấy cho chồng làm, lấy cho bố mẹ làm và họ tư vấn cho bạn của họ được làm các chị ạ. Rồi là anh chị em ruột của họ được làm. Và Nam Hà biết ơn tất cả quý chị rất là nhiều. Cuối cùng chúc cho tất cả quý chị ngủ thật ngon cùng với gia đình nhỏ thân yêu của mình. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào tất cả quý vị. Xin chào tất cả quý anh chị. Xin chào. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của Nam Hà. Còn rất nhiều video giá trị tiếp theo. Quý anh chị hãy click ngay trên màn hình ô bên trái hoặc bên phải để xem tiếp. Nam Hà xin chân thành cảm ơn.